Chung Hân Đồng thay đổi hậu ly hôn đến mức netizen không thể nhận ra nữ thần năm nào. Mới đây, Chung Hân Đồng xuất hiện tại một sự kiện nhãn hàng ở Thượng Hải. Nếu như cách đây không lâu, người đẹp gây xôn xao vì hình ảnh tăng cân chóng mặt trên sóng truyền hình, thì tại sự kiện này, người hâm mộ càng bất ngờ hơn vì vóc dáng có phần nặng nề, phong hài hoàn toàn biến mất của kiều nữ xứ Cảng Thơm. Góp mặt trong chương trình, Chung Hân Đồng chia sẻ bức ảnh khi cô ở tuổi 20 và khiến nhiều người trong trường quay ồ lên thích thú. Diễn viên được nhận xét là đã thay đổi khá nhiều theo thời gian. Những năm tuổi đôi mươi, cô để tóc ngắn, gương mặt nhỏ nhắn, vóc dáng mảnh mai. Sau 20 năm, Chung Hân Đồng hiện tại mũm mĩm, khổ người tròn trịa, vì có nụ cười của cô vẫn rạng rỡ. Sau khi hình ảnh của Hân Đồng lên sóng, tên cô được tìm kiếm nhiều, đa phần sốc vì diện mạo xuống dốc của thành viên Twins. Trang Soho cũng chia sẻ hai hình ảnh khác của người đẹp Hồng Kông xuất hiện trong một sự kiện khác. Không khó để nhận ra người đẹp tăng cân không phanh, cằm lộ ngấn mỡ. Trên mạng xã hội, netizen xứ Trung tỏ ra ngạc nhiên tột độ. Chung Hân Đồng đây sao? Cổ của cô ấy đâu rồi vậy? Ôi, nữ thần của tôi! Tôi thật sự bất ngờ, hóa ra nữ thần cũng có lúc xuống sắc như vậy. Sao A Kiều lại ra nông nỗi này? So sánh với thời kỳ thon gọn trước đây, không khó để nhận ra Chung Hân Đồng thay đổi rất nhiều. Trước đây, người đẹp sở hữu vóc dáng mảnh mai, visual thanh thoát. Kể từ sau cuộc ly hôn với bác sĩ Lại Hoàng Quốc tốn nhiều giấy mực của báo giới, Chung Hân Đồng dường như mất hút, không còn chăm chỉ tham gia các sự kiện và show truyền hình như trước đây. Rất nhiều người tò mò và quan tâm với tình hình hiện tại của nàng ngọc nữ xứ Cảng Thơm này. Chung Hân Đồng, Gillian Chung, từng là cái tên đình đám trong làng giải trí châu Á trước scandal lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy 10 năm trước. Sự việc này gây chấn động làng giải trí Hồng Kông và đẩy sự nghiệp của cô trở về con số 0. Hình tượng trong sáng bị hoen ố khiến Chung Hân Đồng mất mặt, sống khép kín, ít xuất hiện tại các sự kiện. 10 năm qua, ca sĩ nhóm nhạc Prince phải chịu nhiều tủi hơn, đồng thời cố gắng xây dựng lại hình ảnh trong mắt khán giả. Cho tới gần đây, cô đã kiếm được bến đỗ hạnh phúc bên bác sĩ điển trai Lại Hàn Quốc. Cặp đôi tổ chức đám cưới cổ tích bên người thân và bạn bè, bác sĩ Lại từng có một đời vợ nhưng chưa có con. Với Chung Hân Đồng, anh cũng không có con chung. Dù đã hoạt động nghệ thuật 17 năm, nhưng nhan sắc của Chung Hân Đồng vẫn khiến nhiều người ghen tị. Sau khi ly hôn, Chung Hân Đồng tập trung phát triển sự nghiệp. Cô nói vẫn tin vào tình yêu, tiếp tục tìm kiếm tình yêu nhưng sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Độc giả Trang 163 nhận xét, Chung Hân Đồng giờ như bà thím, to gấp đôi ngày xưa. Một số tỏ ý lo ngại cho sức khỏe nữ diễn viên vì trong cô không nhiều sức sống như những năm đôi mươi. Tuy nhiên không ít khán giả cho rằng, theo thời gian, việc thay đổi ngoại hình là bình thường, quan trọng là cô ấy hạnh phúc, vui vẻ, một độc giả bình luận. Gần đây, bạn thân thiết của Chung Hân Đồng, ca sĩ diễn viên Thái Trắc Nghiên xác nhận việc Hân Đồng tăng cân rõ rệt. Cô cho biết sự mất cân bằng nội tiết gây ảnh hưởng lớn tới cân nặng của Hân Đồng. Tuy nhiên, việc điều chỉnh đang được cậu ấy nỗ lực thực hiện. Cảnh paparazzi từng chụp được cảnh cô đến một trung tâm y tế để được hỗ trợ về chế độ dinh dưỡng, lẫn tập luyện hồi cuối năm 2020. Trung tâm này có các dịch vụ với giá đắt đỏ, cho thấy quyết tâm giảm béo của Hân Đồng. Dù vậy, sau nửa năm, dường như những nỗ lực của cô không mang lại tác dụng. Hân Đồng được cho là nặng ngoài 60kg, trong cao 160cm. Trong chương trình, khi được hỏi sẽ nhắn nhủ gì với chính bản thân nếu được quay về tuổi 20, Hân Đồng nói, tôi sẽ nhắn với chính mình, hãy là một người tốt. Cô nhấn mạnh rằng, bản thân đã trải qua rất nhiều điều ở tuổi 20. Cô tiết lộ tin đầu là người Nhật Bản, mối tình trong sáng này kết thúc khi người đó trở về nước.